Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác các chị. Chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh bán hàng kèm cầu tu. Ngày nay thì cầu tu sẽ trực tiếp lên sóng giới thiệu cho toàn thể quý cô bác quý khách hàng về một chiếc xe đến từ nhà xuất của Toyota. Đây là một chiếc Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân 7 chỗ ngồi như quý cô bác chị nhé. Chiếc này thì sản xuất năm 2006, bản G xịn số sàn, động cơ trang bị 2.0, đăng ký 8 chỗ. Và chiếc xe này có trang bị màn hình giải trí cho các bác đầy đủ rồi, có cam hành trình, có cam lùi rồi các nhé. Tất cả những ốp chân gương này, rồi tay nắm cửa, viền chân kính đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp cho các bác luôn. La răng đúc 4 bánh, phanh ABS chống bó cứng an toàn đầy đủ cho các bác luôn. Thậm chí là cái tấm ốp nắp bình xăng này cũng vậy này, viền đèn cũng vậy này, viền đèn trước sau các nhé, đều ốp mạ chrome hết cho các bác luôn. Có trang bị cam lùi cũng như là hai cảm biến lùi. Rồi có giá phía sau đầy đủ đây các bác nhé. Đấy, có cái càng trang trí phía sau đây, đầy đủ cho toàn thể quý cô bác các chị, càng bảo vệ đây. Đấy. Chiếc này là 2006. 2006 nhé quý cô bác các chị nhá. Đấy, phiên bản số sàn, bản 2.0 cho các bác đây, bản G xịn đây cho toàn thể quý cô bác quý chị này. Quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Innova bản G xịn 2006, xe cực cứng đẹp luôn cho các bác nhé. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với cầu tu qua số hotline là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch hẹn xem xe, chạy thử xe nhé quý cô bác các chị nhé. Quý cô bác quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý cô bác quý anh chị hãy vào đăng ký kênh, bấm hình quả chuông, bật thông báo trên YouTube, bấm like share và bật theo dõi trên fanpage để không bỏ lỡ những cái buổi mà live stream của em vào lúc 7 giờ cũng như là lúc 12 giờ, 7 giờ buổi tối, 19 giờ đấy ạ. Và 12 giờ buổi trưa nhé quý cô bác chị nhá. Bây giờ thì mời quý anh chị chúng ta sẽ xem chi tiết ạ. Giá của em này thì em sẽ công bố vào cuối video cho toàn thể quý cô bác quý chị nhá, cùng xem. Đấy, các bác cùng theo dõi đi ạ. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn từ mặt ca đăng đằng trước đây, đều được ốp mạ chrome đây, ốp mạ chrome thanh chrome to đây nhé quý chị nhá. Đèn pha của xe trong sáng đẹp, đèn halogen và đã có ốp mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp rồi. Biển 18, biển Nam Định này, đèn gầm đầy đủ cho các bác luôn. Lốp con này thì còn tương đối mới đẹp cho các bác nhé. Đây ạ. À, lốp còn tương đối đẹp, la răng đúc đẹp này. Và con này thì nó vẫn là tem zin. Đây. Bộ tem zin cho quý anh chị nhá. Bộ tem zin từ đầu này. Đó, cho con Innova này. Gương kính thì hoàn toàn là đều là gương kính zin rồi. Đây ạ, cho các bác cùng xem đây. Đấy, bên đây cũng vậy nhá. Gương kính zin hoàn toàn cho một chiếc Innova sản xuất năm 2006 bản G xịn này. Đấy. Hé lộ một chút với các bác, con này chỉ nhô 200 thôi. Đấy, là các bác zin em nói về rồi, nhô 200 thôi các bác nhá. Đây, cho các bác xem tắp ly tắp lô của em nó đây. Đấy, phần này bọc da này, tắp ly đây. Cực đẹp luôn, không hề bị bóng mờ các bác nhá. Nhiều con nó chạy dịch vụ thì những cái này nó bóng mờ hết, đúng không ạ? Đây, phần này thì sơn giả vân gỗ, dưới này là những cái khay để nước này. Đấy, rồi loa cỡ lớn đầy đủ, gương kính chỉnh điện đầy đủ đây cho các bác đây. Đấy, đầy đủ nhá quý anh chị nhá. Vô lăng củ số đẹp, đây cho các bác cùng xem đây. Đấy. Vô lăng củ số con này khá đẹp luôn. Rồi có trang bị màn hình giải trí đây, đầy đủ cho toàn thể quý cô bác các chị này. Có cam hành trình, có cam lùi luôn. Đây cho các bác cùng xem. Trần thì bọc tỉ, bọc ni lông, ghế da đẹp cho các bác luôn. Vô lăng củ số thì bác chủ cũng đã bọc da cho em nó cho đẹp rồi. Đó, đây, ốc bản lề cánh cửa đây cho các bác cùng xem. Đó, nói chung là khá đẹp cho các bác nhé, khá đẹp luôn. Đây cho các bác cùng vào, chúng ta cùng xem tiếp. Cùng xem tiếp phía sau đây. Đấy, keo chỉ này rồi tắp ly tắp lô đây, đẹp cho các bác nhé. Đẹp. Dòng xe này nếu mà nói về theo đời của nó thì nó rất là đẹp. Còn các bác bảo đèn nó đẹp như năm 2020, 2021 thì nó không thể đẹp như thế được, đúng không ạ? Đẹp theo đời thôi. Đây. Đấy, có khay để nước đầy đủ phía sau này, có kệ tỉ tay đầy đủ đây. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai đây nhé các bác nhé. Lát chúng ta sẽ ra phía sau để xem hàng ghế thứ ba đây. Đấy, hàng ghế của em đó đây, bọc ra hết rồi cho các bác rồi. Đấy, lốp sau đây nhé các bác nhé. Đấy, gầm bệ thì quá là ok rồi. Đây, đèn hậu phía sau này cũng vậy này, ốp mạ chrome hết cho các bác. Đấy. Rồi có một cái thanh giá phía sau này để bảo vệ xe cũng như là vừa là trang trí này. Có hai cảm biến lùi đây nhé các bác nhé. Có mắt cam lùi đầy đủ này. Đấy. Rồi đây. Đấy, kính sau này cũng là kính zin hết này. Cho các bác cùng xem. Đấy, đây chúng ta sẽ xem phía sau. Bên trong này. Đấy. Đây nhá quý anh chị nhá. Tất cả những phần ốc đinh tán này của nhà sản xuất đây, còn nguyên hết. Bên này cũng vậy này, đúng không ạ? Còn nguyên zin hết đây ạ. Đấy. Phía sau này thì cũng khá là rộng. Đấy, khi con Innova này thì là hai cái ghế sau này, nếu khi chúng ta lật nó lên thì chúng ta có thể treo nó lên được các bác nhé. Treo nó lên được. Đấy, Innova nó là như vậy, có thể treo được ghế.
Đây cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba đây cho các bác cùng xem. Đây ạ. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba. Đầy đủ luôn. Và cái hàng ghế thứ ba này thì và hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ tự điều chỉnh cỡ gió được, nếu chúng ta không dùng đến thì chúng ta có thể tắt đi được nhá các anh nhá. Tắt đi được. Đúng không ạ? Lốp láp bên đây cũng vậy này. Đấy, cho các bác cùng xem. Gương kính đây. Hoàn toàn là gương kính zin hết các bác nhá. Gương kính zin cả xe cho toàn thể quý cô bác quý chị này. Đây cũng vậy này. Bên trong đây cho các bác cùng xem. Táp ly táp lô của em nó đây ạ. Táp ly táp lô của em nó đây. Chất đẹp nhé các bác nhé. Đây. Chất đẹp luôn. Khay để nước này, loa này, rồi táp ly táp lô không hề bị bóng mờ, nội thất đẹp, gioăng cao su còn nguyên. Tất cả các chi tiết còn rất là mới đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác các chị đây, cũng vậy. Đúng không ạ? Táp ly táp lô đây. Như mới luôn cho quý cô bác các chị nhá. Xe đảm bảo về chất cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn. Đây. Nhìn đẹp cho các bác luôn. Nhìn đẹp luôn đây. Táp lô của em nó đây cho các bác cùng xem đây. Táp lô nó còn quá đẹp luôn, không khoan đục nhá các bác nhé. Không khoan đục. Đấy, xe không khoan đục nó khác hoàn toàn với xe khoan đục đây. Và ốc bản lề cánh cửa đây cho các bác cùng xem. Đấy. Đây là một chiếc Innova bản G sản xuất năm 2006, số sàn động cơ trang bị chiếc xe này là 2.0. Động cơ trang bị là 2.0. Mời quý cô bác chị chúng ta sẽ xem tiếp đến phần động cơ, một bộ phận cực kỳ quan trọng của chiếc xe này nha quý anh chị nhá. Trái tim của chiếc xe đây nhá quý anh chị nhá. Đây chúng ta có thể quan sát từ thanh răng này. Bên trên đây. Vuông vắn đẹp phẳng phiu này. Cabo đây cho các bác cùng xem. Đúng không ạ? Nắp cabo phẳng lừ. Tất cả những cái lỗ này mà ngày xưa nó ghim những cái gioăng cao su ở đây. Đúng không ạ? Nhiều anh em thì lấy cái lỗ này làm để ghim cao su thì nó còn nguyên đây. Logo dập của hãng này. Đấy. Đây, bên đây cũng vậy đây. Đẹp chất luôn cho toàn thể quý cô bác các chị luôn. Cụm phanh ABS đây. Đúng không ạ? Innova thì chúng ta quan sát nó rất là dễ. Rất là dễ luôn đây, chúng ta có thể xem từ hai máng hai bên này. Vì là Innova nhìn nó rất là thoáng nhé quý cô bác chị nhé. Nó rất là thoáng luôn, nhìn cực dễ luôn. Từ bên trên xuống dưới thông thoáng luôn. Trước này thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó rơi lanh quanh vào tầm khoảng 10 lít trên 100 km đường hỗn hợp cho toàn thể quý anh chị đây, khoang động cơ. Cho bác ngắm cho nó kỹ. Đúng không ạ? Ác quy thì ok rồi. Ác quy thay năm 2020. Gãy nhẹ cái nổ các anh nhá. Xe thì bao chất bao đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị. Và giá chào bán chiếc Innova bản G sản xuất năm 2006 này đang chào bán gửi tới toàn thể quý cô bác quý chị với một mức giá là 255 triệu đồng. Vậy quý cô anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Innova 2006 bản G xịn như này có thể liên hệ trực tiếp với Câu Ô Tô qua số hotline là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch hẹn xem xe chạy thử xe. Quý chị nào mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì các bác hãy vào đăng ký kênh, bấm hình quả chuông và thông báo trên YouTube, bấm like share và bật theo dõi trên fanpage để không bỏ lỡ những video tiếp theo khi Công Ô Tô cập nhật những mẫu xe mới nhất về bên Công Ô Tô, cũng như là những cái khung giờ phát sóng live stream của em vào lúc 12 giờ buổi trưa các ngày trong tuần và buổi tối vào lúc 19 giờ tất cả ngày trong tuần nhé quý anh chị nhé. Cảm ơn toàn thể quý cô bác chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Công Ô Tô. Hẹn gặp lại quý cô bác quý chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.